Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Lanh Lấp Lánh. Đây là nơi mình nói về cuộc sống ở Nhật, tài chính cá nhân và đầu tư. Ngày hôm nay thì mình có mời rất là đặc biệt, đó là anh Lâm. Và hôm nay anh Lâm sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm trong quá trình làm trong ngành BI. Hello anh Lâm, Hello Lan. anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là anh bắt đầu làm ở data như thế nào được không ạ? Bắt đầu làm về data một cách đơn giản nhất á là từ lúc anh còn làm part-time ở bên Úc, làm ở một convenience store giống như server là bên sale vậy thôi. Thì anh làm staff vào đó thì boss của anh á muốn anh theo dõi thêm là doanh số bán hàng của thuốc lá để chị biết là chị order cho đúng, tại vì nếu để xem được cái món hàng bán chạy, món nào bán không chạy, lúc đó anh mới làm một cái bảng, ok, tức là mỗi loại đó bán một bao nhiêu gói. Thì đó là cái bước cơ bản nhất mà anh bắt đầu làm data, nó đơn giản lắm, chỉ thống kê thôi. Thì khi về Việt Nam thì anh bắt đầu apply job, thì anh mới thấy công việc ở FPT khá thú vị về product, về cái product analysis, trong đó có một mảng về phân tích về sản phẩm, phân tích xem sản phẩm đó tốt hay xấu, hay là trong tuần rồi tháng rồi nó phát triển như thế nào, nó có đi như kỳ vọng hay không. Thì anh bắt đầu data như vậy. Lúc đấy thì anh cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng nhiều đâu, mới chỉ phát triển chủ yếu ở mindset thôi. Thì bắt đầu khi sang làm việc ở Lada thì bắt đầu mới training nhiều hơn về cái technical skill, như SQL như nào, kỳ vọng như nào, bắt đầu từ phát triển lên. Như vậy có thể nói là khi mà anh vừa bắt đầu anh làm thì cái công việc đầu tiên của anh không hẳn là thiên về technical skills mà nó yêu cầu về cái khả năng mà hiểu biết về cái business đó, và sau đó mình dùng data để mình phân tích những cái số liệu liên quan tới công việc kinh doanh của mình. Một thời Chính gian xác, chính sau xác. thì trong công việc mình học thêm về technical skills, và sau đó mình Chính mới xác. dần dần cái công việc của mình nó ngã hẳn về data luôn. Chính xác, chính xác, chính xác. Trong khi anh làm công việc này thì đâu là những điều mà khiến cho anh thích công việc hơn, cũng như những khó khăn mà anh gặp phải trong công việc được không ạ? Khó khăn về cái công việc này á là cái đầu tiên là về cái knowledge về thị trường. Thì em về cái mảng, ví dụ ngay cả khi em là trong e-commerce chẳng hạn, nhưng sẽ có nhiều mảng, ví dụ về mảng về commercial này, mảng về logistics, hoặc mảng về fulfillment, thì chẳng hạn nhiều mảng khác nhau. Và mỗi lần như vậy em phải tìm hiểu, ví dụ sếp em đưa bài toán về commercial, bài toán về supply chain mà em không có knowledge gì cả, em phải đi tìm hiểu nó là như thế nào, em tìm hiểu process làm việc như thế nào, sẽ có những công đoạn gì và có những vấn đề cần lưu ý, lúc đó em phân tích được. Vấn đề thứ hai là vẫn khó khăn về cái skill này. Nhiều khi á là một số cái mình cần cái skill nó nhiều hơn để mình làm nhanh hơn, nhưng mình chưa đủ nên mình phải lên đường vòng chẳng hạn. Cái thứ ba là vấn đề về data, là ví dụ như là mình muốn có tích hướng này nhưng data nó không có, phải làm sao, không có thì tìm cách khác làm thôi. Rồi ba cái lý do, ba cái mà khó khăn nhất. Còn những cái mà nhưng mà khó khăn thì nhiều á, nhưng mà cái thành quả em lại nó cũng nhiều, tại vì nhất là mình có cái niềm vui là mình giải quyết được vấn đề nè, tại vì nó thực sự mọi chuyện là giải toán thôi, đưa ra phương giải quyết, mình phân tích được tại sao nó như vậy, mình phân tích được, mình tìm được giải pháp cho business owner nè, và cuối cùng là những sản phẩm mình làm ra có người sử dụng, nó mang lại giá trị cho công ty, mà không những giá trị cho công ty, giá trị cho mình nữa cơ, value để cho cả hai bên, thì cái công sức mình bỏ ra nó xứng đáng. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều bạn đang học đại học và sắp ra trường mà các bạn muốn tìm một công việc trong ngành BI, thì anh có thể cho các bạn một số đâu là chiến lược phù hợp nhất, đặc biệt là nếu như các bạn không có sẵn background về technical skills. Đối với ngành này á thì ở mức entry level thì các bạn có thể apply cái vị trí về data analyst hoặc business analyst. Thì skill nhiều khi đơn giản chỉ cần giỏi Excel là được, hoặc biết một chút SQL là được. Nếu bạn nào mà không có là không apply được liền vào những vị trí như thế này á, tại vì thiếu khả năng kỹ thuật, thiếu thì có thể là apply vào những vị trí
về một business owner của một công ty mà chuyên mà có cái văn hóa data. Anh ví dụ như Lazada, Shopee, Tiki, Grab, những công ty đó là đã rất là nhiều văn hóa data rất là lớn. Thì những công việc như là supply chain management chẳng hạn, security hoặc là commercial chẳng hạn, thì những công việc hàng ngày của các bạn cũng đã liên quan đến data rồi. Các bạn có thống kê lại như là doanh số hàng ngày như thế nào, còn như thế nào, thì những công việc như vậy cũng là liên quan đến data. Thì các bạn tận dụng những cơ hội như vậy để rèn luyện thêm về kỹ năng data của mình. Thì ở along the way thì các bạn có thể là chẳng internally là chuyển sang một bộ phận, chuyển sang team BI hoặc chuyển sang team data, nếu mà bạn nếu có vị trí trống mà bạn apply được và bạn thấy điều kiện của team đó. Nói một chút về những cái công ty data driven thì hiện nay là hầu hết những công ty vừa nêu ra là công ty là internet based. Thì liệu đây có phải là một tiêu chí để đi tìm việc nếu như mình muốn tìm một công ty data driven? Chính xác đây, tại vì mình sẽ lại nha, những công ty ở digital, những công ty về truyền thống traditional company mà ví dụ như kiểu Nguyễn Kim chẳng hạn, hoặc là những bán mà mặc dù cũng là bán điện tử nhưng bán tại store nhiều chẳng hạn, có những công ty mà liên quan đến digital, những internet space như là Lazada, Shopee, Grab chẳng hạn, thì tại vì mô hình hoạt động của họ như vậy, tận dụng nền tảng internet thì họ đã xây dựng sẵn một cái hệ thống data rất là nhiều, và tất cả những việc họ làm bình thường á thì họ không gặp trực tiếp khách hàng, cũng đâu biết mặt mũi như thế nào đâu, đúng không? Thì họ phải có một cái để phân tích, thì họ dùng data họ collect từ những hoạt động bình thường của họ, và dùng data đó thì họ phân tích để họ đưa ra những chiến lược hợp lý. Thì mô hình chung là họ phải bắt buộc phải xây dựng một văn hóa data cho công ty để mọi người có thể tự chủ động có thể collect data, tự phân tích cho mình, tự đưa ra quyết định, chứ không thể nào mà đợi tiền trời đổ xuống, đúng không? Thì những công ty như vậy hiện tại đang nở rộ rất là nhiều, tại vì đang có làn sóng thật ra những tại về startup, những công ty startup rất là nhiều, thì dựa vào internet space thì họ là tiết kiệm được chi phí rất là nhiều thứ khác, thì cũng là những môi trường về ngành này, những công ty internet space sẽ có sẵn data để các bạn có thể vào, các bạn làm, bạn học hỏi thêm. Nãy giờ mình nói khá là nhiều về những cái gọi là technical skills, kiểu như là về kỹ năng coding hay là về hiểu biết về kinh doanh. Vậy thì bây giờ mình nói một chút qua về soft skills. Thì theo anh nghĩ đâu là những soft skills, những cái kỹ năng mềm cần thiết đối với một người muốn làm trong ngành này? Theo anh á thì trước hết cái skill quan trọng nhất của người ngành này á là có data mindset. Mindset data tức là mindset data là đơn giản lắm, chỉ là kiểu là tất cả những đi những cái quyết định mình đưa ra mình cần phải có data backup cho decision đó. Không thể nó kêu là tao cảm thấy là cái này tốt, cảm thấy là cái kia tốt, nó rất là vô chừng, rất dễ bias và rất là nó cảm tính lắm. Nhưng mà có người có làm data mindset á thì họ thể kê, mặc dù tao cảm thấy là cái này đúng nhưng ta sẽ tìm hiểu, ta tao research, ta collect data lại, ta chứng minh được cái luận điểm ta đúng, và khi mà số lên nó đúng theo cái tao làm, ô tao làm này, nhưng mà số lên nó không đúng cái tao nghĩ, nó theo hướng khác thì ta phải chuyển sang phương án khác tao làm. Ngoài cái data mindset ra thì anh nghĩ một cái nữa là cần thiết là phải rèn luyện được cái tính lì một tí. Tính lì tính làm sao, tại vì chịu khó, tại vì mình khi làm data có nhiều thứ nó rất là tham và mình phải học nữa, nó tốn nhiều thời gian và mình phải sẵn sàng chịu khó để học, tại vì nó mới hết mà. Thì cái tính chịu khó đó thì là cái rất quan trọng để theo được nghề này. Là kiểu cấp 2 ai mà học chuyên toán chuyên lý chuyên hóa thích giải bài thì đây là một cái ngành nghề khá là Đúng rồi, tại vì suốt thời gian anh chỉ giải tán thôi, giải tán vấn đề ok làm sao để cho volume nó tăng, làm sao cho phòng là tốt hơn, làm sao để cho cái process này nó trơn tru hơn. Lăng ngày hôm nay đã đến với channel của em để chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm của anh cho ngành BI. Cảm ơn Lan.
Nếu bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể comment ngay dưới đây, và đừng quên like và subscribe với channel của mình, tại vì nếu như mà video clip này được nhiều bạn tích cực hưởng ứng thì bọn mình sẽ tổ chức livestream để trả lời câu trực tiếp cho câu hỏi của các bạn. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn các bạn nhớ subscribe.